Chào mừng bạn quay trở lại bằng Lê Sắc kia YouTube Channel. Vâng, và đến hẹn lại lên. Thì vào giữa mùa giải chúng ta lại có một bản Beat Update. Và Beat Update hôm nay sẽ gồm những nội dung gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Vâng, và đầu tiên chúng ta có sự thay đổi của hệ thống Perk. Vâng, và Perk chính là cái đầu tiên sẽ được update trong đợt này. Thì như chúng ta có thể thấy là chúng ta đã có sự xuất hiện rất nhiều perk mới. Và ngoài ra thì cái số perk thưởng cho mỗi trận đá league của các bạn cũng đã tăng lên. Vâng, nó đã tăng lên rất là nhiều lần so với trước kia. Vâng, như vậy là anh em là cái động lực để chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta vào một league chúng ta cày cuốc để chúng ta có thể kiếm được nhiều perk hơn và có thể giành được những cái phần thưởng như overall hoặc là chemistry cho team của mình. Vâng, rất là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của Squad Building Challenger, hay còn gọi là SBC, thứ mà đã vắng bóng vào Season 3 FIFA Mobile. Tuy nhiên vào năm nay khi mà chúng ta bước vào giữa mùa giải của Season 4 thì nó sẽ trở lại. Thì nó sẽ rất là quen thuộc với chúng ta khi mà chúng ta sẽ sử dụng những cầu thủ mà chúng ta không sử dụng hoặc là chúng ta mua ngoài chợ để chúng ta có thể đem vào SBC. Và cầu thủ chúng ta khi sử dụng vào SBC thì sẽ mất đi. Thì phần thưởng của cái SBC này sẽ là những cầu thủ rất hấp dẫn, có thể như là Sancho 98, hoặc là có thể là Con, XP, hoặc là Skillboost. Vâng, rất là tuyệt vời. Và mình xin nhắc lại một lần nữa luôn, thì những cầu thủ mà chúng ta bỏ vào SBC và sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ mất đi. Nên anh em chúng ta phải tìm hiểu kỹ và chúng ta đừng có để những cầu thủ của đội hình chính vào. Vì đã có rất là nhiều người ở Season 2 đã vô tình bỏ cả đội hình chính vào trong cái nhiệm vụ SBC và từ đó người ta đã mất hết team và người ta phải cài lại từ đầu. Và rất là phức tạp. Và tiếp theo chúng ta cùng đón chào sự trở lại của sự kiện Icon. Vâng, và chúng ta có thể kiếm được các cầu thủ Icon từ các nhiệm vụ SBC. Và không phải tất cả là các Icon chúng ta có thể kiếm từ nhiệm vụ SBC, mà ngoài ra thì chúng ta còn có một số cách khác, như là chúng ta có thể kiếm từ cái Star Pass sẽ được cập nhật để có thể chúng ta kiếm được thêm những phần thưởng hấp dẫn khác. Và đặc biệt thì những cái Icon năm nay thì chúng ta sẽ không bán được. Và như mình vừa nói ở trên, một cái phần tiếp theo là sự update của Star Pass. Thì không chỉ có các phần thưởng như là Con, XP, Skillboost, mà thì nó sẽ có một cái đơn vị tiền tệ để chúng ta có thể chúng ta đổi được các Icon như là Cannavaro, Joshua Bett, Gullit hoặc là Brian Icon, Roberto Carlos. Vâng, và tiếp theo là một phần rất hấp dẫn, đó là Rank Player. Vâng, và cũng như là năm ngoái thôi, thì vào giữa mùa giải thì cái phần Rank Up nó sẽ được cập nhật vào trong FIFA Mobile. Thì chúng ta sẽ tốn các phần như là Con, cầu thủ Bay hoặc là Token Rank để chúng ta có thể Rank Player lên. Và đặc biệt năm nay thì chúng ta sẽ đón chào một sự thay đổi mới, đó là khi mà chúng ta chuyển rank thì chúng ta sẽ không mất cầu thủ mà giữ rank cũ. Và cái này thì chi tiết thì chúng ta sẽ biết trong bản cập nhật sắp tới. Và tiếp theo chúng ta có một sự kiện, đó là Champions League. Thì cái vòng 1/16 của Champions League đang được thi đấu, tức là cũng sắp thôi, tức là chúng ta sẽ chuẩn bị có sự kiện này rồi. Thì chúng ta sẽ chơi các skill game VS tag và head to head để chúng ta có thể kiếm được những phần thưởng rất hấp dẫn như là Con, XP hoặc cầu thủ mới. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một số sự kiện khác như là sự kiện cập nhật thị trường chuyển nhượng mùa đông, hoặc là một sự kiện đặc biệt dành cho những người chơi Bundesliga và giải đất. Vâng, nói chung là rất là nhiều nội dung hấp dẫn. Và chắc chắn những nội dung này sẽ được cập nhật trên kênh YouTube của bạn Lê Soccer. Anh em xem xong nhớ like và comment ủng hộ video nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại những video tiếp theo.